Xin chào quý chị và các bạn nha. Lâu lâu Duy Tùng mới lại có siêu phẩm giới thiệu cho quý chị và các bạn đây. Một siêu phẩm vừa mới ra lò xong. Lô đất 500m tại Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Một siêu phẩm. Có thể nói là một lô đất đẹp có 102 tại Sơn Đông. Vị trí rất là đặc địa. Gần với trung tâm ủy ban xã, gần với trường học, gần với trạm y tế. Và lô đất thì không thể đẹp hơn. Tổng diện tích là 500m, có 26m mặt tiền. Mặt tiền thì dài miên man. Và đây có thể nói là một em chân dài của xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Thổ cư của lô đất đó là 200m thổ cư. Vâng, và đường này, đường trước mặt quý anh chị thấy. Mặt đường trước mặt đây, ô tô vào rất là rộng. Và mặt đường thì dài miên man. Đường là đường thông quý anh chị nha. Từ lô đất ra với trục 48 hoặc là trục đường 82 là tay em chỉ đây. Chạy ra đường 82 chỉ khoảng tầm 70m thôi. 70m là ra với trục đường nhựa 82. Và lô đất thì ngay sát bên cạnh lô đất là ủy ban xã và trường học. Đây. Quý anh chị có thể xem kỹ hơn phía bên trong của lô đất đây. Lô đất rất là vuông, rất là đẹp. Có thể nói không có một lô đất nào đẹp mà lại rẻ như lô đất này. Lô đất này là sản phẩm vừa mới ra lò xong. Có thể nói là giá F0 và rất là rẻ. Cam kết rẻ nhất đất Sơn Đông bây giờ. Vâng, và rất là đẹp. Quý anh chị quan tâm thì xin hãy liên hệ ngay với em nhé. Anh chị hãy ấn đăng ký kênh và bấm chuông để có thể xem những video tiếp theo của Duy Tùng Dreamland.